bột rất là quan trọng nè. Ha. Bắt đầu vuốt cái, vuốt bên đây cái, vuốt bên đây cái là xong. Bắt đầu mình mới dặm khóe, dặm cho nó mỏng xuống. Không, mình phiêu, mình đã bột rất là nhanh. Mà mình nhớ mình vuốt, mình vét cái khóe hai bên. Nhớ là phải dặm ngay cho cái khóe để cho bột nó nằm xuống. Cái thứ nhất, cái thứ hai là bột nó sát khóe, vậy thôi. Không, coi lại nè. Mình phải biết cách mình thả cục bột nha. Làm lại nè. Thấy cục bột không? Nè. Thả cục bột cho tròn khóe nè. Thấy tròn chưa? Vuốt xuống cái. Vuốt trái cái. Vuốt phải cái. Bắt đầu nè, dặm nè. Vét nè. Bắt đầu vét nè. Đó, thấy không? Muốn cho nó mỏng xuống mình phải dặm khóe. Đó là xong ha. Còn muốn ở giữa cho nó dày lên chút xíu. Lấy chút xíu bột là thả ngay đây nè, ha. Vuốt nhẹ một cái, vuốt nhẹ một cái, vuốt nhẹ một cái. Đó, ha. Cái chỗ này á là mình phải phiêu cái gáp này. Chỗ này thiếu bột nè. Cho nó thêm một xíu ngay đây đi. Biêu cái độ dày lên chút. Nha. Cái chỗ này mình phải lấy cục bột cho nó bự hơn chút xíu này ha. Thả ra đây nè, thấy chưa? Đuổi cho nó sát vô khóe nè ha. Đó, rồi bắt đầu mới vuốt một cái nè. Ha, bột là mình đều bột qua nè. Thấy chưa? Mình vuốt nhẹ một cái. Rồi mình vuốt nhẹ một cái. Những cái bột mà nó tràn ra đó, mình clean hai bên cái khóe. Đó. Và phải nhớ một cái điều là gì? Dặm cái khóe cho nó mỏng xuống. Nhớ nè, những cái chỗ này là những cái chỗ mà làm cho nó bị líp nè. Thấy không? Rồi. Lấy cục bột nè, thấm nhẹ giấy nè ha. Thả cục bột cho nó tròn khóe thấy chưa? Bắt đầu vuốt, vuốt giữa cái nè. Vuốt đây cái nè. Vuốt đây cái nè. Là xong. Và phải dặm vô cho nó sát khóe. Nhớ cái thao tác dặm nha. Đó. Và phải clean cái khóe cho nó sạch. Tại vì thiệt sự ra mình chỉ cần phiêu cái bột lên chỗ cái chỗ mà nó mọc ra thôi. Nó có chút xíu ngay đây thôi. Chứ mình cũng không có nên mà quất một nùi ở lên trên đây ha. Nó dày lên như cái núi à, phải tốn thời gian. Mà nó xuống nó lâu lắm cả nhà. Đó, mình phiêu chút xíu thôi. Anh ơi, anh chia sẻ ly quỳnh đậm. Nhà sao em ở băng lạnh? Em ở băng lạnh mà nếu mà chảy quá hả? Em ở băng lạnh mà mùa này là bao chảy luôn phải không? Thì em phải pha ly quỳnh đậm vô. Em phải pha ly quỳnh nhạt vô nha. Em phải pha ly quỳnh nhạt vô. Ly quỳnh nhạt là ly quỳnh khô á, ly quỳnh máu khô á, ly quỳnh thường á. Đó. Còn nếu mà em đắp mà nó mau khô quá là em phải thêm ly quỳnh đậm vô. Nãy anh nói lộn, anh sorry em nha. Hồi nãy Phong nói lộn là nếu mà nói lại nha, nếu mà em ở tiểu băng lạnh mà cái mùa này là mùa lạnh nè, mà nó chảy quá là em phải pha ly quỳnh thường vô, hoặc là nó gọi là ly quỳnh nhạt đó, ly quỳnh mau khô đó, em phải pha vô để cho em đắp. Chứ không thôi nó, nếu mà đắp ly quỳnh đậm á, vừa lấy cục bột ra nó chảy như nước đó, các bạn, chảy con đắp đâu có nổi đâu ha. Ok, gì pha thật nhiều nước lọc nè, bậy quá. Ai chỉ bậy quá vậy? Không pha nước lọc vô nha. Pha ly quỳnh thường vô. Nè, vuốt giữa cái nè. Vuốt cái bên đây nè, vuốt cái bên đây là xong. Bắt đầu mình mới clean khóe nè. Clean khóe nè. Rồi bắt đầu mới dặm nè. Cái dặm này nó rất là quan trọng các bạn. Nó làm cho cái khóe của mình nó mỏng và nó sát. Thấy không? Thấy không? Nên mình phải dặm nó xuống. Nè, coi lại cái cách mà thả cục bột nè. Thăm giấy chút đi. Nè, thả ngay cho cái khóe cho nó tròn khóe thấy không? Bắt đầu mới vuốt cái, vuốt đây cái, vuốt bên này cái là xong. Bắt đầu mình mới dặm khóe nè. Mình vừa dặm mà mình vừa vuốt. Vuốt là để cho cái mặt móng nó smooth.
mà dặm là để cho bột nó sát khóe, thấy không? Thì bắt đầu mình mới clean hai bên hông. Đó, mình siêu muốn siêu lẹ là phải vậy. Rồi lấy cục bột thấm giấy chút, hả cục bột cho nó tròn khóe chưa, chút cái trái cái phải cái xong không? Và phải nhớ là clean hai bên khóe rồi. Thấy cái chỗ này cái bột nó dày không, thấy cái bột nó dày cui không, là phải dặm nó xuống à, chứ không thôi lát hồi vũ thấy bà nội luôn, thấy không, dặm nó xuống đó, vậy thôi. Là cái chỗ này là mình phải fill vô cái chỗ này để mình cắt clip thấy chưa, thì mình phải nhích cục bột bự hơn chút xíu để cho nó fill vô, để nó có cái lỗ ngay đó, thả cục bột nè, không có vuốt kiểu kia nữa, nhưng mà từ từ ha, bắt đầu dìu cục bột xuống nè, cho nó lắp vô cái khoảng trống nè ha, bắt đầu vuốt nè, cho nó lắp vô cái khoảng trống nè, cái bên này vuốt nè, vô ok mama, ha, ha. Rồi thấy cái chỗ này à, thấy cái chỗ này nè, thấy nó cái đầu cái kiko nó dày cui không, mà nó chưa sát này thấy chưa, mình dùng cái mũi cọ mình dặm dặm đó, rồi xong vậy thôi. Chỉ cần một vũ đang mình clean nha em. Sơn Lâm Nguyễn à, chị inbox cho phòng đi nha, chị cần gì order gì cứ inbox cho phòng nha. Nhiều khi Phong livestream xong á, Phong lu bu á, Phong cũng không có trả lời cho tin nhắn chị được. Với lại một cái nữa là Phong có cái nguyên tắc là Phong không có tự ý gọi cho khách hàng trước. Cái khách hàng nhắn tin cho Phong trước rồi Phong mới reply lại. Không phải là chảnh đâu, nhưng mà cái đó là cái nguyên tắc của Phong rồi. Không có tự nhắn tin trước. Ai cần gì cứ nhắn tin cho Phong là Phong nhắn lại. Đó, nên các bạn cần gì cứ nhắn tin cho Phong hoặc gọi cho Phong, hoặc là inbox cho Phong. Thấy không? Nhớ cái thao tác này vô cùng quan trọng nè, nó làm cho cái cuticle mình có dễ dũa hay không á, là cái thao tác này nè, dặm 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 dặm, thấy không, xong rồi đó, chùi cọ nha. Cái cây cọ này Phong đắp là Phong đắp size số 16. Thấy không, nè mình chỉ cho các bạn nè, cây cọ của mình á, thả cục bột nè, ví dụ đây là cái khóe của mình thì ha, nè lấy cục bột nè, thấm giấy nè, mình thả lên trên đây, mình nhấn nó vô chút xíu cho nó tròn khóe ha, bắt đầu mình kéo xuống, cái mình vuốt bên trái, cái mình vuốt bên phải, thấy không, rồi bắt đầu mình dặm nè, nó sát sát xuống hay chưa, thấy chưa, bắt và nằm cái đầu dũa xuống ha, đó là xong, đó rất là nhanh thấy chưa, nè coi cái cách chạy máy nè, đè cái đầu dũa hay chưa, không đè cái đầu dũa nha, nè mà cái khóe này nhớ banh ra này thấy chưa, nhìn nó là tưởng nó sạch chứ gì, nhưng mà nè nhìn nè, thấy chưa, thấy một đống không, thấy cái gờ này không, thấy cái này không, mà không clean up nó đi là nó lip đó, nó chỉ có nhiêu đó thôi à, những cái chỗ này nè, mình tưởng là nó sạch nhưng mà nó đâu có sạch đâu các bạn, kê cái đầu dũa vô dũa nó mới sạch được. Là đa số các bạn mắc phải một cái sai lầm này như vậy nè, dũa dày là thấy sạch lắm rồi vậy hả, trời ơi tôi dũa là siêu cấp vô địch thủ rồi nè, cho các bạn coi nè, nè nè nhìn kỹ nha, thấy chưa, thấy chưa, những cái khóe này nè mà không clean nó là nó lip. Mình nhìn nó sạch, mình tưởng nó sạch, nhưng thật sự là nó chưa có sạch. Đó là lý do tại sao mà sao cứ làm móng mà liếc quá vậy ta. Đó là nó lại như vậy đó. Mình nghĩ là nó sạch thôi chứ nó chưa có sạch. Mà cái móng mà dũa khóe mà không sạch là cỡ nào cũng liếc hết các bạn à. Mình nhìn cái móng nó đâu có gì để dũa đâu thấy chưa, nó sát rạc nhưng mà banh ra là một nùi luôn nè thấy chưa, một nùi luôn nè thấy chưa, nè một nùi luôn,
biết lý do tại sao mình rửa bị liếp chưa? Là do mình nghĩ là mình rửa sạch thôi, chứ thật sự mình rửa chưa có sạch nha. Thì mình không có muốn nó bị liếp nữa thì phải làm sao? Phải làm sao hả? Thì phải banh cái que ra, đưa cái đầu rửa vô liền nó, là nó hết liếp thôi. Thấy không? Rồi nói tới cái vấn đề mà chạy máy là làm sao mà để cho nó không có bị sọc cái mặt móng, cho nó mặt móng nó bị được mịn ha. À, Phong giải thích cho cái chuyện này nè. Các bạn phải hiểu rằng một điều á, mình đắp bột xong cái là cái mặt móng của mình nó phải mịn 80-90% rồi. Thì cái chuyện dũa này á, nó phụ thêm vô 10% nữa là nó sẽ sạch thôi. Chứ không phải là đắp chỗ này một cái núi, chỗ kia một cái đồi, chỗ này một cái gò ha. Nó chỗ cao chỗ thấp vậy sao mình dũa cho nó mịn được? Mình phải đắp bột cho nó mịn rồi mình mới dũa thì cái mặt móng của mình nó mới có mịn được. Thấy không? Mà nó lẹ, nó không có đau tay khách mà mình đỡ phải mệt. Nè thấy chưa? Nè. Nhìn ngon lành đúng không? Móng này sạch sẽ đúng không? Nè, sạch sẽ không? Nhìn là biết nè. Nè coi nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Nè. Chỗ này là liếp xiền luôn nè, thấy chưa? Đó. We have to make sure it clean very well on the side of the nail, okay? Nè, clean đó nè, thấy chưa? Đó. Rồi, máy hết pin là không đọc được comment luôn rồi. Còn tới cái việc lý giải cho cái chuyện mà mình rửa mịn sao mà mặt móng của mình nó sọc, nó không có láng, không lý giải cho các bạn là như vậy nè. Các bạn biết sao không? Mình rửa mịn á, mình phải nè, nói chậm lại cho các bạn nè, mới vô nghề nè. Nhiều khi cái đầu rửa của mình á, nó chỉ cần hơi chết lên như vậy mình rửa thôi. Mình nghĩ nó mịn nhưng mà cái đầu này nè, cái cạnh này nè, nó cắt. Nên cái móng của mình nó rất là rớt. Nó bị sọc đó các bạn. Đó, thì mình phải make sure là mình để cái đầu nhũ của mình nó completely flat á. Flat là bằng phẳng á. Mình nằm xuống như vậy. Tuyệt đối là nằm xuống thì nó mới không có bị sọc móng. Thì mình để nằm xuống như vậy thì cái đầu cái cạnh này nè nó không cắt xuống thì tự động cái móng của mình nó mịn. Đơn giản là vậy thôi, ha. Ok. Một cái lý do nữa là đa số các bạn làm mắt phải là như thế nào? Mắt phải là dũa Kiriko á. Cái Kiriko của các bạn nó xa qué quá, nó xa mặt trời quá. Cái đâm ra làm dũa cho khách xong cái khách nó nói: ê biểu, lại biểu. Mắt giả gì vậy chị? Chị cơ em gì vậy chị? Đó mày nhìn nè. Sao cái đắp mấy cái màu nu này còn đỡ nha. Đắp mấy cái màu đỏ, màu đen, màu trắng á, nó lộ ra hẳn một cái đường lằn luôn các bạn. Cái khách nói: ê mày làm cho tao mà tao thấy mày đắp nữa mà sao tao thấy mày chừa nữa vậy ta. Cái nó ủa có đâu, em nào biết em nào có hay. Nhưng mà thật sự là đắp sát khóe, nhưng mà các bạn dũa nhiều quá và các bạn ứng cái đầu dũa mạnh quá, nó lòi cái đường ngay đây ra và nó cắt xuống cái móng thịt của người ta, nó tạo thành một cái rãnh luôn đó. Không sẽ có hai cái trường hợp nó xảy ra. Trường hợp thứ nhất là sơn khớp cốt, trường hợp thứ hai là sơn màu. Cả hai cái trường hợp nếu mà nó xa khóe quá thì sao? Sơn khớp cốt thì tới ngay cái chỗ này nó lọt hố xuống, nó tạo thành một cái lõm, nó lọt cái hố xuống rồi bắt đầu nó lại tràn khớp cốt ngược lên trên, nhìn nó rất là kỳ cục. Còn mà sơn treo thì thôi khỏi nói luôn ha, khỏi nói luôn, coi như là một tác phẩm thì là tuyệt vời luôn. Đó, khách là nó chố liền các bạn. Tại khách nó nhìn nó biết mà, nó làm nail nhiều mà. Mình vô nghề mới 10 năm chứ nó làm nail 20 năm rồi. Nó không chịu thì phải làm sao? Thì phải lại lôi bột ra đắp. Thấy chưa? Thì để tránh được cái chuyện đó, cái thứ nhất là mình phải dũa nhẹ. Cái thứ hai là mình không có đè cái đầu dũa. Cái thứ ba là mình không có dũa nhiều quá. Thấy không? Một cái nữa là một cái yếu tố nữa là nằm ở cái khâu đắp bột. Có nhiều người nói: ồ, muốn đắp bột mà cho nó lẻ ha, muốn mà làm cho nó lẻ thì đắp thả cục bột quá, cắt cái Kiriko ra một cọng tóc đi. À, cái vụ này hơi quen quen,
nghe nghe phong phanh ở đâu đây cũng hơi quen quen, chừa ra một cọng tóc. Thì lý giải cho cái chuyện này Phong sẽ nói cho các bạn nghe nè. Đắp bột màu thì ok sao, còn xui xui á mà đắp những cái màu mà clear á các bạn, mình chừa ra một cái chân tóc, một cọng tóc, hai cọng tóc mà hên thì nó là một cọng tóc, mà xui á là nó thành một cọng bún luôn chứ không phải một cọng tóc nha. Mà hên á, bún thì lại chia ra làm hai trường hợp, bún riêu hay là bún bò đó, đó. Bún riêu thì còn đỡ, nó làm gì, mà bún bò là xong luôn, còn xui nữa là thành cọng mì quảng luôn đó. Thấy chưa? Thì mình không được có cái khái niệm là thả cục bột cách cái kiriko ra một cọng tóc, hai cọng tóc nha. Mình phải đắp sát vô luôn rồi mình dũa. Nhiều khi mà để sát vô dũa rồi còn mất hết sạch hết bột, chứ đừng có nói là cái chuyện mà một cọng tóc, hai cọng tóc hay là ba cọng nhang, bốn cọng bún nha. Nói rồi á, bún thì có nhiều loại bún, bún riêu thì không nói làm gì mà bún bò là chết luôn. À, có chứ không phải không nha, nói là có, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Đúng quý vị, thấy đúng thì like, mà thấy không đúng thì subscribe. Nè, anh khỏe ra nha. Đó. Thời lá hồi còn chỉ cho các bạn dũa xếp làm sao cho nó đúng. Những cái móng ngắn này á, dũa xếp á, lạng hoạng là cũng dễ lên đường lắm nha cả nhà. Những mấy cái móng ngắn này mà dũa xếp lạng hoạng là nó như cái hụt mít đó, cong không cong, thẳng không thẳng. Thấy không? Em có cái phone đâu. Em cho anh mượn anh đọc cái comment đó, anh hết pin đen thui rồi. Không thấy cái comment luôn. À, vô đây kêu anh nè. Em mà rảnh nữa em ngồi em đọc lại không mà như anh luôn đi. Ok bây giờ dũa nha. Được rồi. Rồi cái gì mở sáng lên được không? Yeah. Sao đây các bạn, nãy giờ điện thoại hết pin. Vì nhìn anh chạy máy mà nghiện luôn. Đâu mà em quá, anh xài máy dũa hiệu gì, anh xài máy Kirasku em. Cách một sợi dây thần, trời ơi, dây thần thì quá rồi, quá sức tưởng tượng rồi. Anh Phong xin một đầu dũa đó, cũ đi à, chứ mua đầu dũa ngô cùn. Ok, mình bắt cho anh nha. Rồi bây giờ Phong sẽ hướng dẫn các bạn đặt cái dũa như thế nào nè. Đặt cái dũa, tại sao không để cái dũa như vậy mà phải để cái dũa như vậy hả? Có lý do. Đặt cái cây dũa như vậy thì mình sẽ không biết được cái xếp của mình lấy ra từ đâu. Nhưng nếu đặt cái cây dũa xéo như vậy, nếu mình đặt xéo như vậy, cái thịt này nó giữ cây dũa lại nè, cái thịt bên đây nó giữ cây dũa lại, thì mình sẽ lấy được cái xếp ra, mình không có bị bên cao bên thấp. Ok đó, ha. Đó là cái cách đặt dũa. Rồi cái cách mà ôm cái xếp sao, từ một cái xếp nó đang bè mình ôm cho nó thẳng lại thì ôm sao. Ví dụ như vậy, thấy nó đang bè không, thấy chưa, đẹp thấy chưa nè, chưa đẹp thấy chưa nè. Để cái cây dũa nè ha, để cái dũa xéo nè ha. Bắt đầu mình mới ôm cái xếp nó vô một chút, ôm cái sidewall của nó đó, ôm cái sidewall vô để cho nó thon cho móng ha. Thì ở cái khâu dũa này ha, thì nó lại có những cái cần phải lưu ý. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là mình dũa là mình phải biết kìm hãm cái sự sung sướng của mình lại, đừng có cắm đầu cắm cổ dũa là nó bị mất bột ở hai bên cái khóe này. Hai bên cái khóe này nó lòi cái móng thật ra, thấy chưa? Là do mình dũa mình đè mạnh quá và mình dũa quá nhiều, nó bị overfound. Hả? Cái thứ hai nữa, nhiều khi cái móng của mình nhìn nó chưa thẳng, không phải là do cái mép móng này nó chưa thẳng mà là cái sidewall nó bị dày. Các bạn không làm cho cái sidewall mỏng xuống mà các bạn cứ đè cái cạnh đây, các bạn dũa thế nào nó cũng bị top cái móng vô. Những cái móng có phình đó, cắt móng nó đã top vô rồi, dũa là nó top vô thêm chút xíu nữa. Như mấy cái người mà bị tật đó các bạn, cái móng đó, có phần người ta đều hết gì, còn mình á chỗ bự chỗ nhỏ, móng bự móng nhỏ nhìn nó rất là xấu.
là do cái thâu giũa móng của các bạn. Các bạn lầm tưởng là gì? Lầm tưởng là cái cạnh này chưa thẳng là do cái mép này, nhưng thực chất ra chưa thẳng là do cái chỗ này nó dày. Nó dày nó đưa ra các bạn mắt, các bạn nhìn từ trên nhìn xuống, các bạn tưởng ở đây nó chưa thẳng, thực sự ra chỗ này nó dày. Là một cái sự ngộ nhận trong cái chuyện giũa xếp, cần phải lưu ý sao? Những cái này trường lớp, không có trường lớp nào dạy cho các bạn hết, mà chỉ là cái kinh nghiệm của Phong, Phong chia sẻ cho các bạn thôi, thấy không? Ôm cái xếp vô nè, mà giũa cái đầu móng, tại sao người ta giũa cái đầu móng nó thẳng băng, còn mình giũa cái đầu móng nó cứ niễn qua một bên, hả? Bên cao bên thấp, lý do là như vậy nè. Mình giũa, mình cứ để cái cây giũa như vậy không à? Để mình nhìn mắt, mình nhìn thấy cái đầu móng, nhưng thiệt sự ra để cái cây giũa dày nó không có thẳng được. Để cái giũa dày cũng không thẳng được, nhưng mà nó phải 90 độ như vậy. Nhưng mà khổ nổi, để 90 độ dày là cái lúc mà mắt của mình nhìn không thấy cái đầu móng. Nhưng chứng khi mà mình để 90 độ mình không thấy được, mắt mình không thấy được là cái giũa của mình nó đặt đúng, tự động nó ra cái đầu móng nó thẳng. Thấy không? Còn mình cứ để vậy để mình thấy được, mình giũa thì nó lại không thẳng. Thấy không? Vậy thôi. Cảm ơn Long Đế, cảm ơn anh vừa nhắc cho em cái lỗi em thường mắc phải. Ok em, không có chi em. Thì anh biết cái gì anh chia sẻ, còn nhiều cái lắm em. Mỗi ngày anh xì ra chút. Nói chơi chứ làm tới đâu nói tới đó, chứ không có giấu nghề nha các bạn. Không có giấu nghề, có sao chia sẻ hết. Giấu làm gì, sống đè bụng chết mang theo chứ được gì cho đời đâu. Nè, để cái đầu giũa nè. Phong đang giũa cái này là Phong không nhìn thấy cái đầu móng của Phong đang giũa. Nhưng mà chính khi để cái giũa dài là Phong biết cái đầu móng của Phong nó sẽ thẳng. Rồi, quay ngược cái tay lại. Nè, gò cái giũa nó, sao mình phải gò. Quay ngược cái tay lại mình gò. Đó, nè, gọt nè ha. Bắt buộc phải quay ngược cái tay lại. Tại vì chính khi mà mình quay ngược cái tay lại thì mình mới nhìn được cái xếp của mình rõ ràng nhất ha. Cái thế này là cái thế rõ, nhìn thấy rõ nhất, để mình chỉnh những cái sai của mình. Nhiều khi mình không chưa có lật cái tay lại á, mình nhìn mình thấy nó hẳn lắm, tới khi mà lật cái tay lại á, méo xèo à. Đó là lý do là ủa, sao tôi làm tôi nhớ là tôi giữa xếp cũng hẳn lắm rồi ta, sao tôi chụp hình lên là nó méo xẹo vậy ta, nó cong cong, nó cục dẹo dẹo, nhưng mà sao kỳ vậy ta. Đó là các bạn không quay ngược cái tay lại các bạn giũa đó, sao đơn giản vậy thôi. Chúc anh nhiều sức khỏe để chia sẻ. Ok, thank you em, thank you very nhiều. Hello Brian. Cỏ này cái gì, nói gì, cỏ này một cân bao nhiêu anh ơi hả? À, cỏ này một cây là 52 đồng, nhưng mà đang có sale là còn 47 đồng nha. Chúc anh nhiều sức khỏe, thank you em rất nhiều, chúc em nhiều sức khỏe luôn. Thấy không? Thấy Phong ôm cái xếp vô không? Nè, thấy Phong ôm cái xếp vô không? Nè, nhìn kỹ nè, thấy không? Ôm cái xếp vô nè. Để vậy đúng không? Để lấy xếp ra nè. Rồi bắt đầu ôm cái xếp vô, ôm cái xếp để làm chi các bạn? Là để cho cái sidewall hai bên đây nó mỏng xuống đó. Chứ không có làm gì hết trơn á. Làm cho hai bên sidewall nó mỏng xuống, để cái móng của mình nó ôm vô. Thấy không? Chứ đè cái cạnh này vũ hoài, bóng nó không ôm được. Nó vẫn bè ra mà ngay dưới đây nó mất bột mới đau chứ, thấy không? Cần sửa thì không sửa, chỗ không cần sửa thì lại sửa. Mình muốn mình nhìn ra là cái móng của mình nó không thẳng rồi, mà không biết làm sao cho nó thẳng, rất là đau khổ nha các bạn. Rất là đau khổ nha các bạn. Chắc tới ngục tù, chắc tới ngục tù, anh yêu em tới ngàn thu nha. Nhiều khi mình làm xấu, mình biết mình làm xấu chứ, mà mình không biết cách sửa, phải có ai chỉ đâu biết cách. Thì những cái livestream này đó là sẽ chỉ dẫn cho các bạn
những cái bạn nào mà gặp trục trặc trong cái tay nghề không, con cái để coi, không làm thì không muốn hết cho cộng đồng, chứ không đâu rảnh đâu ngồi nói rã họng luôn, không thấy ai like, ai share, ai subscribe gì hết trơn á. Nói chung là phải dừng lại 2 giây là chia sẻ cho thầy đi. Nó rã họng luôn, không có miếng nước uống, không có like, share, subscribe gì hết mà buồn thiệt chứ. Chắc mai nghĩ là chìm. Nói chơi thôi nha. Nói chơi thôi. Rồi, quay ngược cái tay lại nè. Ghi hình, like, like anh. Thank you em, thank you very nhiều. Đó, bắt đầu gò cái sếp của mình lại ha. Rồi xong xà bóng luôn. Giao hàng cho Ngọc Sơn nha. Bây giờ bắt đầu mình bóp phờ. Mình bóp phờ thì mình phải bóp xuôi xuống nha. Mình bóp xuôi xuống chứ mình đừng có bóp ngược từ dưới mình bóp lên nha. Mình bóp từ dưới bóp lên á. Nhiều khi mà làm cho bị đen ngón dài á các bạn. Móng nó dài một khúc như vậy nè. Mình bóp từ dưới mình bóp lên, mình bóp xong là nó bóp như mặt mình luôn. Tại đau quá hả? Đau quá, cái móng này nó bị ngược hướng á, nó bị đau quá, nó bị chỏi á. Mình bóp phờ xong là khắc bị đen á, nó bợp như mặt mình luôn. Nó chơi sẽ vui vậy thôi chứ cũng không đến nổi nha. Nhưng mà nhớ là đừng có bóp mà ngược từ dưới bóp lên, là tay khách nó đau lắm. Tay khách nó đau lắm. Cái em biết sao, cái làm xong á, cái khách nó hỏi ủa mày tên gì vậy, what's your name đồ, my name cream kem chuối đồ. Thôi hỏi tên luôn, hỏi tên luôn. À, là tưởng là vô rồi nha, tưởng là dính rồi nha. Nói my name cream kem chuối. Bữa sau nó vô, hello, cái tưởng là khách vô, khách vô. Nói thằng nào tiệm này, thằng nào làm cho tao cũng được, trừ cái thằng my name cream kem chuối ra, đừng có làm cho tao. Nó làm đau quá chịu không nổi. Đúng quê luôn các bạn, đúng quê luôn. Ok, đá đầu móng, không? Mama. Put it in. Yeah, put it in. Rồi mình lấy chrome nha. Mình lấy cái ngón tay của mình đánh luôn. Mình phải đánh bằng cái ngón tay của mình á thì nó mới, cái chrome của mình á nó mới dính chặt vô trong cái mặt móng ha. Ok. See? I can see my face here. Light a mirror. Oh, I could have did that. And no charge. See, beautiful. Yeah, beautiful. Yeah, I could have did it. Yeah, just give me the stuff. I could have did it. Uh-huh. Oh, no. Oh, no. Hey, miếng cho nó sáng này. Bạn này bao nhiêu thương? Má nuôi về mà. See, my mama. Right, Debbie? You two look like. Yes. Debbie, uh-huh. You my mama. Uh-huh. Hai đứa giống nhau, mặt giống nhau, mặt giống nhau. Rồi bắt đầu ngay chỗ này mình thêm chút xíu, rồi bắt đầu mình sẽ phủ cái thấp cốt vô. Giờ bắt đầu. Yeah, my sister. No. Same dad but different grandpa. Good for who? The same father, different grandpa. Oh. Cùng cha khác ông nội. She look like you.
Everybody look like me. Thấy không? Các bạn thấy con miết không? Phải dùng cái tay của mình miết như vậy á thì cái rơm của mình nó mới bóng, mà nó mới dính chặt vô trong cái mặt móng, nó mới không có bị chóc. Không, thì nó như gương luôn nè. Cái này đánh làm hai ngón chắc cho luôn đi, lấy tiền làm gì trời, cho luôn đi lấy tiền chi. Nào ăn ngắn, nào cúng nha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ sơn top coat này các bạn. Đá nồng móng nha. Các bạn để ý thấy cái kiddie core không? Các bạn nhìn kỹ cái kiddie core này không? Cái kiddie core này, mình phóng sát lên cho các bạn coi. Cái kiddie core của mình á, mình phải sát rạc vô. Nhớ nãy không nói không? Mình phải sát rạc, khách nó mới không có thể là mình, nó bắt bẻ mình được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình để sát vô như vậy mà mình làm cho nó mỏng á, thì cái móng của mình nó sẽ không có bị lip ha? Nó không có bị lip. Chứ nếu như mà cái kiddie core của mình nó dày, nó dơ là cỡ nào cũng liếm hết các bạn. Đi. Nè các bạn thấy cái kia đi cò. Mặc dù nó là một cái rất là bình thường thôi, một cái feel rất là bình thường thôi, nhưng mà mình cũng phải làm cho nó sạch sẽ, gọn gàng. Mình làm ăn mình phải làm cho nó đàng hoàng nha các bạn. Mình chính những cái người khách như vậy nè, là những cái người khách mình build lên cái tháp của mình đó, chứ không phải là hơi phiêu có nhiêu tiền không làm đại đại quăng ra đi chứ không. Chính những cái sai lầm đó là các bạn không thể nào các bạn build khách được. Nhiều khi sửa một móng thôi các bạn build thành một cái người khách của mình không. Chứ nhiều khi mình tính toán quá đó, trời ơi phiêu có nhiêu tiền đâu làm chi kỹ quá vậy, ra làm quăng ra đi chứ, hốt đi chứ. Thợ thì hốt có tiền ngay lúc đó, nó tới mùa đông đó các bạn, treo mỏ lên luôn. Người ta có khách hàng, còn mình treo mỏ lên, bắt đầu nhảy tiệm bắt đầu hả, qua cái tiệm khác, trời ơi tiệm bên kia hả, anh làm bên đó hả, nhiều khách lắm chứ mà không biết sao nữa. Càng ngày tiệm nó càng đi xuống, ngồi không có con khách nữa đó. Chờ người ta nói phải nói rõ, anh dũa lúc đầu cũng nhiều khách lắm chứ, càng ngày anh càng dũa nó càng không có khách để cho anh dũa. Nhưng mấy người khác làm chung thì dũ quá trời, là tại vì anh làm không có tâm, thì nói chung người khách nó nhìn nó biết chứ, nó nhìn khách nó biết, chủ nhìn biết chứ, từ từ anh cũng văng thôi. Cái này là phong tâm sự đời thường thôi các bạn, phong tâm sự đời thường, nó rất là đời thường, nó rất là chân thật, nhiều khi nó trần trụi luôn các bạn, nhưng vẫn phải nói tại vì nó là sự thật đó. Chứ mà mấy cái ảo các bạn cũng đừng có tin nha. Tin là mình chết luôn á. Trời ơi, tôi làm nail quá hả? Tôi làm đi giái không mà. Ngày là tôi làm hả? Một con là tôi làm...
người vậy các bạn. Các bạn, cái level của các bạn đã thành master chưa? Đó. Thứ nhất là các bạn phải có tay nghề, cái thứ hai là các bạn phải có một cái lượng khách nó chịu design. Cứ sống trên mây không à, suốt ngày ăn tương với mỡ, mơ với tưởng không à. Nhiều khi vũ full set ngắn ngủn à, cả ngày luôn á, không có bộ móng dài để, chứ đừng có nói design nè, thấy không? Đặt quýnh rơm luôn nè, quýnh rơm được hai ngón đó, thấy không? Thì mình phải học cái cách, những cái thường nhật như vậy là mình cũng phải làm cho nó tốt. Để ăn chi? Để mình có khách, có lượng khách, mình có income. Mùa đông mình, mùa hè mình cứ phà phà mình sống thôi, không? Đó, thì Phong tâm sự đời thường với các bạn, chứ đừng có khinh thường những cái nhỏ nhặt này. Mấy cái nhỏ nhặt này không làm được thì mấy cái lớn lao sao làm đây, đúng không quý vị? Thấy đúng thì like, thấy không đúng thì subscribe. Ok, rồi chương trình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã coi cái video của Phong ha. Cho nghe Phong nói chuyện chơi cho nó đỡ buồn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái lớp tháng 2 của Phong á, thì nó đã đầy rồi các bạn. Nó đã đầy rồi, nó không thể nào mà nhét thêm ai được vô nữa hết. Thì các bạn làm ơn đăng ký cái lớp tháng 4 nha. Lớp tháng 4 thì ngày 25, 26, 27. Thông cảm cho Phong nha. Không có nhét ai vô lớp tháng 2 nữa. Tại vì biết sao, đông quá cái chất lượng nó không tốt các bạn. Một mình Phong thôi mà Phong phải take care cho nhiều người quá. Phong không có thể nào Phong chỉ cho các bạn tường tận được ha. Vì Phong hạn chế cái số lượng, nhưng Phong tăng cái chất lượng lên. Đơn giản là như vậy. Cái thứ hai nữa là các bạn muốn order những cái đầu dũa